Các bạn đã nhớ bấm vào cái phần là phần ví thì nó sẽ ra cái giao diện màn hình giống như của tôi hiện tại. Và ở trên như các bạn đang nhìn thấy trên tài khoản của tôi thì đâu đó thì tôi có khoảng 0,299 Bitcoin và có khoảng 1.864 đồng USDT. Và bây giờ tôi muốn rút hết tất cả những cái số tiền này, đâu đó có khoảng 91 triệu về cái tài khoản ngân hàng của tôi để tôi tiêu dùng. Đấy thì bây giờ là tôi sẽ làm như thế nào đây? Ok nhá. Rồi, đầu tiên này, tôi đang có khoảng 1.864 đồng USDT thì bây giờ tôi phải chuyển nó về cái một cái số chung đó là về Bitcoin. Sau đó từ cái Bitcoin này thì tôi sẽ chuyển nó về cái tiền Việt Nam đồng của tôi để tôi rút về tài khoản ngân hàng. Ok, rồi các bạn đã nắm được chưa? Rồi thì bây giờ đầu tiên nhé, tôi sẽ làm cho các bạn thấy này. Bây giờ tôi đang có là 1.864 đồng USDT và tôi muốn chuyển hết tất cả USDT này về thành với cả Bitcoin và cái phí chuyển đổi nó đâu đó khoảng 0,25% thì bây giờ tôi thử tính máy tính xem là khoảng hết bao nhiêu tiền cho cái phí này. Bây giờ nhá, tôi đang có 1.864 nhân lên 0,25 mà tôi chia cho 100 thì nó phí là khoảng 4,66 đô nhân với cả 23.000 lên thì là 107.000. Rồi, ok. Sau đó thì tôi sẽ chuyển nó về về Bitcoin này. Xác nhận. Rồi. Thành công. Và cái lệnh này thì nó sẽ đang được xử lý này, đang được xử lý này. Rồi, thử refresh F5 xem nó đã cập nhật cho tôi chưa. Rồi cái số tiền nó đã được chuyển về tài khoản của tôi rồi, đó là bây giờ tôi đang có 0,566 đồng BTC. Thì từ cái 0,566 đồng BTC này, bây giờ tôi sẽ ra cái giao diện ở đây để tôi ra giao diện để tôi bán đồng Bitcoin nhé, ra giao diện trang chủ này để tôi bán đồng Bitcoin này. Tôi chọn hình thức là bán ngay. Giả sử bây giờ tôi muốn rút hết tất cả số tiền đó về tài khoản ngân hàng của tôi thì tôi chọn maximum. Ok. Ok nha các bạn. Còn bây giờ tôi muốn chọn một cái số nào đó thôi, ví dụ như bây giờ tôi muốn bán là 0,01 thôi thì tôi sẽ được là 69 đô. Rồi sau đó thì tôi sẽ chọn hình thức là bán ngay. Đó, trước đây tôi đã add cái tài khoản ngân hàng là Vietcombank của tôi rồi. Đó, chọn hình thức là bán ngay ở đây. Rồi, sau đó thì cái thông tin mà tôi muốn nhận với cái tài khoản ngân hàng, rồi chọn tiếp tục. Nên các bạn muốn xem cái thông tin, xem cái video hướng dẫn trước đây của tôi thì tôi có để lại cái video ở trên kênh YouTube của tôi đó là Sơn PS để làm sao đó các bạn có thể đăng ký tài khoản Remitano và xác thực nó như thế nào ở trên cái kênh YouTube của tôi, các bạn có thể tìm thêm nhé. Và tôi chọn phần rút Việt Nam đồng, chọn cái tài khoản ngân hàng mà trước đây tôi đã thêm. Còn nếu như bây giờ các bạn chưa thêm thì các bạn phải bấm vào phần là tạo tài khoản mới ở đây. Bây giờ tôi thêm rồi thì tôi chọn cái tài khoản của tôi, đó là xác nhận cái số tiền mà tôi muốn rút về. Nhập số tiền muốn rút đây, tôi sẽ copy đây cho nó nhanh. Xác nhận. Và nó hỏi tôi rằng là tôi có muốn rút về số tiền là 1.613.434 đồng hay không. Ok, tôi bấm vào phần xác nhận ở đây. Thì đâu đó nó sẽ giao dịch cho tôi khoảng trong khoảng 10 phút thôi. Trong khoảng 10 phút thôi thì tôi sẽ nhận được cái số tiền này về cái tài khoản ngân hàng. Và các bạn nó nên chú ý rằng các bạn nó nên sử dụng đó là cái SMS hoặc là Internet Banking đó, để khi mà tiền vừa mới về trong tài khoản của bạn là các bạn sẽ nhận được thông báo ngay. Ok. Còn nếu như bạn nó chưa đăng ký tài khoản Remitano trước đó thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới mô tả của video này thì tôi có để lại cái đường link để các bạn có thể đăng ký tài khoản Remitano nhá.